Bài toán cho tam giác ABC vuông tại A có AH là đường cao. Biết AB bằng 6 cm, BC bằng 10 cm. Tính độ dài BH. Chúng ta cùng đi vào giải quyết bài toán. Trước tiên chúng ta vẽ tam giác ABC vuông tại A có AH là đường cao. Để vẽ hình này các em có thể xem lại video hướng dẫn. Liên kết của video đó được thầy gắn kèm trong phần mô tả của video này. Sau khi vẽ hình xong, chúng ta ghi số liệu của đề toán vào hình vẽ. Cụ thể, đoạn AB bằng 6 cm, BC bằng 10 cm và đề yêu cầu chúng ta tính đoạn BH. Dựa vào hình vẽ, chúng ta có tam giác ABC vuông tại A, e, đường cao AH. Từ đây chúng ta suy ra năm công thức mà chúng ta đã được học. Dựa vào năm công thức này, chúng ta thấy công thức đầu tiên có thể sử dụng để giải quyết bài toán, đó là công thức AB bình bằng BH nhân BC. Như vậy, tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, chúng ta sẽ suy ra được AB bình bằng BH nhân BC. Từ đây thay số vào chúng ta được 6 bình phương bằng BH nhân 10. Từ đây chúng ta suy ra BH bằng 6 bình phương chia 10 bằng 3,6 cm.